hình hài thì con người, nhưng mà nhân tâm ấy, thì con vật. Mẹ nó mượn mạng xã hội, mày đừng nói thì người ta lờ mờ không biết mày là người hay vật. Mẹ thấy người ta làm ăn được, bắt đầu xòe ra đánh nhau chửi nhau. Mẹ dân này tôi nói thật, cái gì không biết nó là loại gì. Thế mà tôi lại đi, tôi nhảy vào tranh luận thì tôi bằng nó chẳng hạn. Thế bổ sung cho cái người học chọn phạm vi mà tôi ảnh hưởng được, những cái què quặt mà mình đang có, cái gì ạ, vô cùng nguy hiểm. Cho nên ở đây thì trước mắt bổ sung cho các anh chị, cái nghề kinh doanh đó, các chị ạ, cho nên không thằng điên nào lên trước cái xong rồi là hiểu lãnh đạo nó là cái ghế, nó ngu xuẩn không còn từ nào để nói nữa. Lãnh đạo nằm cấp bậc, và khi mày có đề bạt thì nó gọi là lãnh đạo chức vụ, tức là chưa ảnh lãnh đạo được ai cả, mà chỉ là lãnh đạo ghi danh thôi. Lên trước lại tưởng mình là lãnh đạo, khổ thế chứ gì. Cho nên nó đi tù sạch, tất cả do dốt mà ra. Đấy là tiêu đề cuốn sách số 8 mà tôi sẽ chuẩn bị cho ra lò, các chị ạ. Và 7 cuốn của tôi đều đứng đầu Việt Nam hết. Và cuốn số 8 tôi sẽ lấy tiêu đề thôi: mọi chuyện từ đi tù cho đến không thành công do dốt mà ra. Chứ không có Covid với Covid thật cả, đừng đổ lỗi. Cho nên ở đây thì xin bổ sung cho các chị là cái đó, nghề kinh doanh. Chứ không ai người ta gọi là thật giám đốc cả. Giám đốc nó là cái nghề. Và đây là cái tệ hại nhất của các trường đại học. Nó vác thằng tiến sĩ xong nó nhảy lên nó giảng. Đấy là thợ giảng chứ không phải giảng viên. Cái ngu xuẩn của nó là chứ đó. Cho nên đứng về mặt sư phạm là để cho người khác hiểu. Thì hiện nay giảng viên cấp 2 và cấp 3 nó giỏi gấp vạn lần giảng viên đại học. Vì họ được học nghề đào tạo ở các trường đại học sư phạm ra. Cho nên tôi có một cái hệ thống bằng sư phạm chuẩn thế giới thì tôi mới có thể làm cái nghề này được. Cái gì ạ? Giảng viên cấp 2, cấp 3 họ giảng giỏi lắm. Bởi vì kiến thức thì không bằng giáo sư đại học, nhưng cái nghề truyền tải của họ nó cũng nghề. Cho nên giảng dạy là nghề, giám đốc là nghề. Và cái khốn nạn nhất, gần 400 doanh nghiệp mà Covid cố chỉ đi qua, cố thăm hỏi tí thôi, chết ngắt. Kêu gào, nói phét, nói lát. Cái gì ạ? Còn đám chuyên gia chỉ lên gào thôi. Vì chuyên gia rất giỏi về kiến thức, nhưng đặc biệt kỹ năng luộc quả trứng không xong. Tôi đang nói cái lũ giáo sư. Cái gì ạ? Cho nên ở đây như anh chị nào học cũ thôi rồi thì quen khẩu khí rồi. Còn nhiều anh chị mới, thứ nhất là cầm cái bằng thạc sĩ rẻ rách. Các anh chị tưởng tượng đến cái mức bây giờ nó mời tôi giảng thạc sĩ với hội đồng tôn giám nữa. Vì tôi giảng vào hồi cái đám ấy nó ca ngợi tôi, xong tôi bằng lòng với đó thì tôi sẽ bằng lòng. Cho nên lý do tôi không tham gia kể cả ở tiến sĩ Việt Nam tôi dạy, tiến sĩ nước ngoài tôi làm biết rồi. Bởi vì tôi giảng nó mồ hôi thì tôi bằng nó, tôi không làm. Tôi trả lời chính thức với bộ như vậy. Tầm 7, tầm 3, toàn danh hảo. Cho nên cái đám ấy mẹ 5 triệu, 10 triệu nuôi vợ không xong. Về con vợ nó chửi như chó, đi đi sủa. Cho nên ở đây các anh chị phải đặc biệt chú ý. Mọi thứ nó là nghề. Và trong một kinh tế hội nhập mà các anh chị không biến nó thành nghề thì cả đời chỉ ói tiền cho thiên hạ nó ăn. Tôi nói thật. Cho nên ở đây tôi giả thiết rằng kiến thức nền các anh chị có rồi. Từ kiến thức nền đó gồm có kinh nghiệm mình làm việc. Có nhiều anh chị học kinh tế thì tôi giả định, chứ thực ra giả định thì không đúng đâu. Như giả định thế thì tôi sẽ bổ túc cho các anh chị 12 bài trên cái nền tảng để các anh chị biến nó thành cái nghề kinh doanh. Các chị ạ. Thì đấy là chủ đề của toàn bộ chương trình. Chứ còn nếu mà tôi giảng các chị từng động tác một để tạo mánh khóe mà các chị có lợi nhuận ngay, thì tôi xin nói thật, đó là một cái thằng thầy phá hoại đất nước và nó làm tàn đời các chị luôn. Những mánh cụ thể tôi cực rồi, nhưng đó là kiểu giảng dạy cực kỳ mà dạy các bạn ạ. Và kiếm tiền nhanh nhất là bằng con đường đó. Cho nên ở lớp này là tạo ra cái nghề kinh doanh trên nền tảng của nền tảng. Tôi đi đào tạo nền tảng. Và có một cái tốt đến học là 9 bạn. Mà 9 bạn thì đóng tiền, thì đứng về kinh doanh của anh Trọng thì có tiền. Tôi yêu cầu từ chối và đuổi tại lớp học. Chứ còn nó học kiểu chụp dân sắp tạo mạnh ấy. Chết. Cho nên là một số anh chị thì nghe nó sốc. Thì các anh chị dần dần các anh chị sẽ thấy tôi hợp lý. Còn bây giờ các anh chị thấy các bạn hợp lý. Chắc chắn tôi không nhượng bộ bất cứ quan điểm nào.
Bởi vì tôi đang làm việc có ích mà. Cho nên là nhiều anh chị thì mới giảng lần đầu. Em đã nghe thầy 20 năm. Em đã nghe trên YouTube. Thầy, em định thế này. Các bạn nghe tôi thì đây các bạn cũ, các bạn 2 năm, các bạn 5 năm học rồi. Các bạn nghe tôi 1 năm xong, tự nhiên các bạn mất hết cái khẩu khí đâu. Các bạn ạ. Các bạn mới thấy sự ngông cuồng của chính các bạn. Các bạn mới thấy không đặc vị được người khác. Trên nền tảng không định vị được mình. Nói một cách sòng phẳng. Mình không có gì đâu. Tôi nói thật thì. Với hiểu biết của tôi nói như vậy. Với tất cả những cái gì các chú sủa trên TV cũng vậy. Chính họ không hiểu họ. Cho nên là các bạn khiêm tốn một tí, xong đó chỉnh chu một tí. Lý do tôi nói như vậy. Kiến thức bây giờ tôi đủ. Kiến thức bây sau tôi cập nhật đến từng giờ hiện tại nhất. Và tôi là người Việt Nam. Cho nên tôi hoàn toàn có thể đánh bất cứ thằng chuyên gia nước ngoài nào ở cõi Việt Nam này. Các chị ạ. Cho nên thằng lãnh đạo doanh nghiệp lâu nhất ở Việt Nam là thằng chỉ được 2 năm bật bãi. Nó có hiểu gì hoàn cảnh Việt Nam đâu. Các chị ạ. Cho nên là tôi mới dám ngạo mạn với các chị như vậy. Các chị ạ. Chỉ muốn vào hội thảo đến mẹ cỡ mới chuyên gia cái lùa cánh một. Không có cửa. Gái hàm tài. Chứ tài ở đây được hiểu là tiền. Có tiền mẹ đừng nói. Tiền ăn cắp không biểu hiện gì cả ngoài bị bắt. Tiền của tôi là tiền của tài năng. Tiền là thước đo giá trị. Tôi chuyên gia hàng đầu về tiền tệ. Cho nên là biểu hiện không có tiền là biểu hiện cao nhất của sự ngu xuẩn. Bất kể doanh nghiệp và đất nước nào. Cho nên nó không hiểu gì cả. Đi mẹ cái rất dân Hà Nội chỉ lý luận. Làm đi. Câm mồm lại đừng nói nữa. Phải chưa? Cái thằng thấy anh nó tặng tới, anh ấy tặng tới bức tượng anh vừa mang lên. Coi giờ nó nói câu nào, cứ làm. Làm cho đến khi nào mà dám đặt lên bàn, mà hãnh diện, không có cửa chế của người ta được. Thì lúc ấy, cái gì ạ? Người ta cảm ơn, người ta ghi suốt đời mà người ta nói rồi. Làm thì làm mẹ thì chỉ được cái nói. Cái gì ạ? Sợ thật ý. Hôm qua tôi dừng 2 cái đại hội đảng. Thì mẹ đang ngồi tiếp trên về. Thì mẹ em bí thư, thì mẹ dân nhà quê, thì mẹ bắt. Xin mời đồng chí lên nhận bó hoa tươi thắm của đại hội khi gửi tặng đồng chí. Mặt trời thì Sài Gòn nó nóng bỏ mẹ. Tôi ngồi dưới mẹ đại hội đại biểu đảng viên mấy trăm đồng viên. Tôi héo mẹ rồi bó hoa tươi thắm cái gì. Toàn những thuật ngữ nhà quê. Mẹ nói xong cái nó mất hết đẳng cấp. Cái gì ạ? Cho nên là chỉ cần một câu biết ngay mẹ chú hàng nào. Học đi. Học nữa đi. Thì chú sẽ thấy chú không làm cái gì cả. Thằng này khai. Nhất là cái đám này có tí thạc sĩ, tiến sĩ, cái đám IT mới bách khoa. Các bạn làm kỹ thuật, các bạn phải kiếm tốn lại. Quan văn là ăn sạch. Cái đám mới chỉ cúi đầu đi làm xem tay sai của quan văn. Quan văn là học xã hội, chứ không khoa tự nhiên. Ok. Với ý nghĩa đó, thì hôm nay chúng ta co lại trong bể kiến thức thế này. Chúng ta chỉ co về 2 chữ thôi, doanh nghiệp. Còn tất cả các chương trình hôm qua thì tôi nhận được liên tục các lời mời của các đảng ủy khối, của các khối từ trung ương đến địa phương. Nghị quyết 13 sau khi ra đời thì tôi sẽ là người đi giảng dạy về nghị quyết rất nhiều. Thì lúc đó đối tượng của tôi là vĩ mô. Còn bây giờ chúng ta là đối tượng là vi mô, là các doanh nghiệp. Đúng không? Còn những lớp buổi tối thì tôi đánh vào chủ thể cá nhân. Và quốc gia chỉ có 3 chủ thể thôi. Cá nhân, doanh nghiệp và nhà nước. Và hôm nay chúng ta chọn chủ thể doanh nghiệp. Đứng ở chủ thể cá nhân sau khi mình về nhà thì mình lại là một chủ thể độc lập. Cho nên cơ thể mình nó sẽ làm 3 phần. Mẹ cực kỳ hạnh phúc trong doanh nghiệp lại. Nhưng xã hội thì nó khinh như chó. Mà xã hội tôn trọng. Mà nhà doanh nghiệp thì thất bại cũng thua. Mà 2 cái ngon về con vợ quỷ sứ. Nó khinh cho nhiều mẹ thì cũng vứt ra 3 chủ thể. Cho nên là bây giờ chúng ta mới co lại chủ thể doanh nghiệp với ý nghĩa biến doanh nghiệp từ quả trứng gà thành hòn đá. Cho nên bão khủng hoảng covid thì mẹ đá lăn long lóc cho nó nhẹ ra nó cười đi em. Doanh nghiệp Việt Nam y như quả trứng gà bóng bẩy đẹp đẽ, gió nó hơi nhẹ cái hất cái tầm này 400.000 quả trứng vỡ mẹ ăn tục đấy hết. Đến ngày này cuống hết cả lên. Đầu tư doanh nghiệp đến sáng hôm nay bằng không, đầu tư cá nhân tiền trong ngọn giường ra bằng không. Và bây giờ chỉ còn mỗi cái lực đẩy là đầu tư nhà nước. Đầu tư nhà nước ra bằng không. Cực kỳ nan giải giờ cuối năm. Mà cơ hội nó mở cho Việt Nam chống dịch quá tốt. Đấy có tiền ra. Cho nên là thôi các bạn ạ.
các bạn học đi, rồi các bạn sẽ thấy sau một năm không dám nói gì kể cả đi nhậu. Còn bây giờ cái giống không biết nổ tách tách. Và trong cái đám nhậu ấy, có vài thằng nó học rồi, hết sức chú ý, nó ngồi nó nghe, nhưng bụng nó nghĩ gì thì đó là thấu cảm, người ta khinh chết đấy. Cho tôi mở đầu như vậy. Và như vậy, một cái chuỗi mà chúng ta học 12 tháng, đó là chuỗi có tên học, có tên là nghề kinh doanh. Và anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Mỹ Tâm, nghề ca hát. Các anh chị không tưởng tượng được họ tập vất vả thế nào trong sân khấu. Tôi lên truyền hình biết, tôi gặp họ biết, bản thân biết. Rồi là anh Quang Linh, thế rồi là Quyền Linh, MC. Các bạn không tưởng tượng họ lao động thế nào, kinh khủng lắm. Chứ đừng có nghĩ thế còn ba cái con nhí nhố thì chỉ ba hồi là tiêu hồi vì nội hàm có gì hết. Thế nên cái nào cũng là nghề, hãy trân trọng bằng được họ. Chứ đừng giải thích ấy, thì mẹ thằng Dương nó khéo mồm ấy. Thằng Dương này mẹ được cái trời cho, thằng quên mẹ ấy. Học mẹ lôi hết cả xương ấy. Cái chị nhìn thấy thôi, thằng nào bóp vai cho tôi thì ái ngại quá. Thầy thì mẹ chỉ lấy bia xong mang thầy ra nhậu thôi, xương không à. Thì thế nó mới thành công. Tôi đang bóng gió đến mấy thằng bầm ấy, mà nó không hiểu. Mà nó ngồi nó chê thầy gậy. Mẹ trong cái đó tôi đang khinh nó mà. Nghề kinh doanh. Và để có nghề kinh doanh, tôi hy vọng các anh chị đừng bỏ sơ đồ sau đây. Để có cái nghề này thì khởi điểm bắt đầu nó từ chữ khát vọng. Nếu tôi là các anh chị, tôi sẽ in rất cẩn thận cái này. Khát vọng chính là ước mơ mà con người ta, cá nhân mình hoàn toàn có khả năng đạt được. Còn ước mơ là thứ mình muốn mà không đạt được. Cho nên ước mơ không ai đánh thuế các bạn cả. Ước bỏ mẹ đi các bạn ạ. Ước để cho cuộc sống nó sinh động. Nhưng cái ước ấy mà tính về tiềm năng phát triển của mình chắc chắn đạt được thì gọi là khát vọng. Như vậy khát vọng bản chất là ước mơ mà có tính đến nguồn lực. Còn anh mẹ ở đây danh con 40 tuổi đuổi mẹ, ngồi với gái mẹ thằng Đà Nẵng, thằng anh 40 tuổi, anh sẽ là thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì mẹ gái ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ. Thì mẹ làm được tổng giám đốc đúng năm tuổi mẹ. Mày là ai? Mày là thủ tướng rồi mày. Ngông nga, ngông nghênh, dân thì dân IT thì mẹ được mấy cái bản phím. Thế cả 100 triệu dân là con bò à? Vơ va, vơ vẩn. Nhưng mà quyền ước mơ thì cứ ước. Nhưng đấy không phải là khát vọng, đấy là ngông cuồng. Từ khát vọng thì các bạn bắt đầu mới xé nó ra. Thì cái này nó là cái môn hay nhất. Mà nếu tôi đẩy vào thì các bạn bảo tôi là lý thuyết, thế mới khổ chứ. Từ khát vọng thì nó mới sinh ra triết lý. Thế nếu mà bác Trọng, đất nước Việt Nam thì nó sinh ra triết lý dân tộc. Triết lý dân tộc chính là quan điểm giai cấp. Triết lý để đạt khát vọng cho dân tộc Việt Nam là đi theo chủ nghĩa xã hội với 4 không: sở hữu, công, phân phối trên nền tảng của xã hội chủ nghĩa. Đừng nói nhiều. Thế đấy là triết lý. Thế triết lý cá nhân tôi, các chị à, tôi muốn làm con người, tôi không muốn làm con vật, tôi đi cửa chính. Chứ đời tôi chắc chắn trong mọi tình huống là tôi không đi muốn chắc. Triết lý của tôi ngắn gọn là triết lý thiểu trọng nghĩa khinh tạm. Nếu tôi như vậy thì tôi sẽ không thích nghi được với cơ chế hiện tại. Mày không quyết định bờ thì mày không lên chức. Ok, tao hài lòng với tao. Chỉ đứng của tôi cực kỳ trọng nghĩa. Bạn mời tôi một bữa cơm, tôi nhớ suốt đời. Tôi lại nhà cái bức tượng này đến suốt đời cho bà con, vì tấm lòng của người ta. Chứ mày dọa tao tiền với dọa quyền lực thì mày thua rồi con ạ. Vì cái đó không nằm trong hệ triết lý của bố mày. Thì các bạn phải tôn trọng tôi vì tôi đang tôn trọng các bạn. Tôi là thằng điên hay thằng dở tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng đấy là triết lý hành vi của tôi. Và con vợ tôi lấy tôi mà không tôn trọng triết lý tôi đuổi mẹ đi. Ủa quá mới dành con, đúng không? Đằng này đi giải thích sao ông ấy làm lâu thế, ông cũng làm hiệu trưởng. Khỏe, tôi làm cái trường. Hiện nay tôi 6 trường, 6 thằng hiệu trưởng.
làm mọi cho tôi không xong. Vì tôi làm chủ tịch hội đồng quản trị, tức là ông chủ, tôi làm hiệu trưởng là thằng thầy tớ. Mẹ cái thứ gì ngoài Bắc hay thật gì. Bây giờ muốn lên tổng giám đốc ra mẹ sở cái đầu tư đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thì mẹ ói ra được khoảng 100 triệu như mấy. Thành lập công ty, diện tích công ty 2m2, chức năng bán cà phê, nhân sự 2 đứa. Thế là về có dấu có má là trên cảng in chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành công ty 2m2. Mẹ nó cũng tổng giám đốc hơn hà hơn hẹo. Chứ ngày xưa thì tổng giám đốc quốc doanh là phải đảng ủy bỏ phiếu. Mẹ bây giờ tao có, chỉ 3 giây tao có. Ngây ngá cái ngủ mà cứ giới thiệu thì mẹ dân ngoài này chỉ chức vụ. Thầy thầy, mẹ thầy thầy muốn xin cái tổng giám đốc này sắp tới. Tổng mày là cái giải danh. Ngoài là danh còn vơ và vô vân. Cho nên bạn phải đưa ra triết lý của bạn. Vậy thì công ty bạn triết lý là cái gì? Nguyên cái này không một bài giảng. Nhưng mà doanh nghiệp các chị là nhỏ và siêu nhỏ, các chị rất tùy tiện không nên. Và kết quả các bạn lấy vợ lấy chồng xong bỏ nhau. Hôm qua là hai đệ tử tao vừa báo vợ chồng em bỏ nhau. Tôi chả biết, tôi có cảm xúc vì trước sau chúng mày bỏ nhau. Lý do? Ôi con đeo không hợp. Không hợp. Không hợp cái gì? Thấy nó không hợp. Bản chất là không hợp cái này. Không hợp triết lý cuộc sống. Cái gì à? Triết lý của bố mày là tiền. Thì mẹ lấy mẹ phải con đàn bà. Chí lý của em là không cần tiền. Nhưng tiền để làm gì? Cho hai vợ chồng người nào cũng ra bờ hồ đi vòng quanh. Phải xinh đậm. Chí lý của em là một túc đều tranh hai trái tim vàng. Thì bạn chí lý thằng chồng phải nhiều tiền. Không có thế là mất. Thế là tôi chửi nhau xuống mày một cái mẹ. Cho nên để đạt được khát vọng, bạn dùng triết lý cửa hậu, ăn đúng lọ, đi bốn chân, hay là triết lý thẳng lưng. Vậy thì triết lý doanh nghiệp, mày lấy lợi nhuận làm đầu, hay mày lấy an toàn làm đầu, hay mày lấy luật pháp làm đầu, tùy mày thôi. Để đạt cái khát vọng này, cái này phải rất rõ, nó mang đặc sệt cái màu sắc của thằng chủ doanh nghiệp thành lập ra. Cho nên tí nữa nhận nhân sự thì nhân sự đến bài nhân sự tôi nói tất cả cuộc đời này thành công hay không thành công chỉ có hai chữ thôi, phù hợp. Công nghệ phù hợp, con người phù hợp, vứt mẹ phải thực tài. Thế giới triết lý là công cụ thì bắt đầu đến biến cái khát vọng này này là ước mơ có khả năng biến thành con số thì nó gọi là tầm nhìn. Tầm nhìn để khởi đầu cho một nghề kinh doanh. Tầm nhìn ở đây được gọi là mục tiêu dài. Mục tiêu này có thể đặt mục tiêu 2050. Còn có người đặt mục tiêu không có định lượng. Công ty sẽ đạt, có bao giờ đạt tôi chưa biết. Nhưng sẽ là top 5 của thế giới này. Còn có những công ty nó là 2050. Chúng ta chắc chắn đứng đầu Đông Nam Á. Wow. Có thằng đặt cụ thể, đến 2050 doanh số chúng ta không thể nào dưới 1 tỷ đô. Đấy, thì đấy là tầm nhìn. Tầm nhìn chính là mục tiêu, không có gì ghi ứng cả. Nhưng đó là mục tiêu dài, hiện thân của khát vọng đấy. Thế dưới tầm nhìn, thì chúng ta có mục tiêu. Tầm nhìn chính là mục tiêu. Mục tiêu chính là mục tiêu. Nhưng cái mục tiêu dài hạn là tầm nhìn ấy, nó cắt khúc đấy. Cắt khúc mình. Người ta là dân tộc Việt Nam thì người ta cắt 5 năm một phát. Nhiệm kỳ 5 năm. Còn các doanh nghiệp nó có thể cắt 3 năm. Có thể cắt 1 năm. Mục tiêu 2021 vì 2020 dịch Covid coi như bỏ mẹ đi. Mục tiêu 2020 dân tộc Việt Nam đạt ổn định. Nghĩa là lợi nhuận bằng không, lỗ bằng không, đứng nguyên là đại thắng rồi. Như vậy mục tiêu 2020 là ổn định trong tầm nhìn đến 2050, tức là trong cái chuỗi chạy đến 2020 bao giờ nó kèm theo câu đó, vì cái tầm nhìn chính là mục tiêu dài. Mục tiêu năm nay là hòa trong mục tiêu dài hạn đến năm 2025 là tiền tỷ đô. Không hiểu cái mẹ gì mà mày đặt doanh nghiệp
Tổng giám đốc em giỏi lắm, anh học ở Singapore, xanh là cái mẹ thì cái đất nước bằng cái bố. Toàn dân vòng ngoại, mẹ nó Mỹ với mèo. Đi khắp đi sang Mỹ, tôi biết cổ với giáo sư nhé. Các chị à? Cho nên ở đây, nếu không làm được cái này, thì toàn bộ cái hành vi của 12 bài học nó sẽ bị chệch thoảng. Cho nên tôi mở bài bằng một việc, một doanh nghiệp, một con người và đất nước thì chúng ta khỏi lo rồi. Đảng của chúng ta cực kỳ kiên định trong triết lý hành động. Rất rõ ràng ở trong tầm nhìn của mình. Các chị ạ, và tầm nhìn dân tộc Việt Nam chúng ta chỉ định mức đến 2030 thôi. Chúng ta sẽ là một quốc gia ít nhất GDP không thể là 3.000 được, phải là 10.000 đô trên đầu người. Đấy là tầm nhìn chung ạ. Nhưng mà để làm điều đó thì năm nay chủ động lỗ để tạo nền tảng. Sang năm hòa, dồn hết vào nền tảng. Sang năm nữa lỗ để củng cố nền tảng tiếp. Nhưng đến năm thứ tư sẽ phải lãi bằng 10 năm trước đó. Chứ không phải năm nào cũng có lãi thì mẹ cái tư duy hạng bét của những thằng giám đốc hạng bét. Mẹ không đi học nói phép. Thằng lỗ mới là thằng tổng. Để bố mày chuẩn bị đà trong cú ánh đánh đội A1 bắt giáp ra lệnh đánh, mà thằng nào có ý thắng tòa án binh tại mặt trận xử lý đánh để thua. Trong tầm nhìn chiến dịch phải thắng, nhưng tầm nhìn mỗi năm thì không nhất thiết là thắng. Đánh lần hai bắt giáp ra lệnh đánh để thua, và quân mình đang ăn mà. Đánh lần ba bác ra lệnh đánh để thua, và lần thứ tư đánh tràn qua A1 chiếm luôn hầm đường cát cho tôi một phát ăn liền. Đánh lần một để nuôi cái sự chủ quan của nó, bác cử toàn là súng đi mẹ, súng bị hỏng bác mẹ cái bài súng chạy pháp kêu đi mẹ thế mà gọi đánh nhau. Đánh trận hai bác cử toàn lính bị ốm, mẹ lính dày như Lê Thần Hương đi mẹ thế kia gọi đánh nhau. Đến trận thứ tư mình trèo lên thì mẹ bọn này đánh ngủ mày, nó lên nó bắt sạch. Các bạn xem phóng sự chúng ta bắt bao nhiêu, toàn là con bò, còn cái dân ngoài bắt trận nào cũng phải thắng. Mày à, mày thấy thì chiến dịch mày thua, các bạn thích thắng đâu không, ta cho mày thắng thì mẹ đời mày chết. Đằng này dân dân háo thắng, dân thì yếu chịu, mẹ mày càng thắng thì mày càng thua. Wow, cái mẹ. Cho nên mục tiêu hàng năm có thể lỗ, có thể hòa, có thể lãi, nhưng tầm nhìn tức là mục tiêu dài hạn chắc chắn phải thắng. Nhưng hàng năm thì không nhất thiết thắng, mà hàng năm thì có thể mình dồn hết vào. Và các bạn biết Đức, anh Đức quay ra lại liên tục 6 năm lỗ lỗ lỗ, đi mẹ sang mẹ Lào trồng cây cao su, phá rừng trồng chuối, và đến sáng hôm nay thì trung bình một ngày là anh ấy thu về tiền chuối không thôi là 10 tỷ trên một ngày, cứ ngồi hốt tiền thôi. Thế vì 3 năm lỗ thì bây giờ bố mày sẽ lãi bằng 30 năm. Mở tài liệu ra đọc cho tôi. Xung quanh anh ấy mẹ 12 tiến sĩ nó quay và nó tư vấn, còn anh ấy trả cho anh mình cả. Chúng ta có tiền ta sai chúng mày nghĩ cho tao, ta cần chó gì mà phải nghĩ. Đấy là thằng sử dụng tiền thông minh. Hít mẹ đằng này có tiền mua bạc tất mẹ ngu như bò. Cái bè thằng này nó tặng tôi cái tượng này, nó đánh đúng vào chủ yếu rồi, là rất là trọng nghĩa. Thế bây giờ nó nhờ cái mà bè thì làm gì tốt là thì bè thằng cái thằng tặng tượng này mới là thằng quái. Thằng này tiếc mấy đồng, cái bè dân bắt nó có bao nhiêu là chỉ vào chứ không ra. Mẹ có nguyên tắc của nó là muốn vào thì phải có ra, phải ra thì mới rô. Thằng này chỉ rô không ra thì bè khôn khôn toàn khôn mặt. Tôi nói sao cho nó, tôi cảnh báo các chị mẹ, từ quan chức trở đi chỉ mua vàng các thì mẹ nó hốt cho bán nó hốt sạch. Học đi. Cho nên mục tiêu là cắt khúc của tầm nhìn. Mục tiêu năm nay để hầu hạ cho cái này phải thắng, còn cái này thào thua. Wow. Thì mẹ nó cứ nhắn tin nó hỏi bao giờ em thành công như thầy. Mẹ cái mặt mày chỉ chui vừa lỗ đít, thành công mới không thành công thì mẹ chỉ táo giáng. Càng lãi mày càng thua. Các chị ạ.
cho nên người ta lấy nền tảng làm đầu, đi lấy lãi làm đầu, thì mẹ ra thị trường chứng khoán cứ đầu công ty lãi ngủ thi thằng này sắp chết rồi. Amazon lỗ 8 năm rồi nó mới lãi được. Người ta lấy tiền làm củi trong kinh doanh mạng thì đã đốt lò bằng tiền, cứ thế đốt thì mẹ lỗ. Nhưng đến khi lò nó cháy ra khỏi cái than ấy, thì mẹ tự nó nuôi nó u đủ mẹ cứ thấy ngồi hốt trả đầu tư xuống nào. Nhưng cái người Việt đã sinh ra toàn từ lúa nước, tầm nhìn ngắn bằng cái lỗ mũi ấy, thì mẹ tưởng mình khốn u như bò. Ở trong lớp này không ai ngu cả. Thế nếu tôi nói như vậy chửi bới hóm xóm như vậy thì hóa tôi là thằng ngu à? Tôi không ngu, tôi khẳng định các bạn không ngu. Chúng ta đều khôn cả, nhưng khôn gì? Khôn ngắn nó khác là khôn này, khôn dài nó khác, khôn chiến lược nó khác, mà khôn chiến thuật nó khác. Các bạn à, mà khôn chiến lược, mà khôn ngoan nó khác, mà khôn bắt chạy nó khác. Mẹ đang này cứ kêu sếp em khôn, cho nên là các bạn không học các bạn chết ngay. Đằng này đi học cái gì mà đến nỗi 100 công ty mời tôi đến sáng hôm nay một cái ngân hàng đi học bài và mấy cái thằng mặt sắc tôi muốn nói. Thế là cuối cùng đề tài chỉ đặt có hai từ: thầy dạy cho em tư duy tích cực. Sợ thật ý, nó đi nó nhiễm mấy thằng đa cấp. Xong bắt đầu nó thầy dạy cho em cách tạo động lực. Cái đồ mẹ cả cái rồi Hà Nội này suốt ngày đi học tư duy tích cực mới cả tạo động lực. Ngu kinh khủng. Khi động lực mày mạnh, quyết tâm, quấy mòe đấy, quyết tâm mà cộng với ngu, thì bạn lên đi nói, thằng Pháo Hoài, bố mày cần hiểu biết. Các bạn, vô vai của mình. Mà lớn đầu rồi xong mà ngồi thì mẹ toàn giám đốc rồi. Thầy dạy cho em nhân viên có tạo động lực, thì mẹ con tổng giám đốc bảo hiểm mẹ qua tự dạng, đứng lên cả. Học mấy cái thằng ra gốc cây hồ, thì mẹ cả tập đoàn hồ. Lên tôi bảo chúng mày ngu lắm thì mẹ con tổng giám đốc chạy mất. Sợ thế thì chứ mày. Cho nên các bạn không có nội lực, các bạn không thể tìm động lực. Các bạn không giỏi, tôi đố các bạn tìm động lực thì mẹ đi ra gốc cây xong hồ. Xong mỗi ngày chạy bộ bao nhiêu cây, xong đo đồng hồ em chạy từ ngân này xong khoe trên bàn. Vẻ thế chứ. Cái dân ngoài này là vậy. Học lòi mắt rồi nhé. Và kết quả đến sáng ngày hôm qua thì quốc gia thông báo tin mới nhất, đó là năng suất trung bình của người Sài Gòn cao gấp 2,79, tức là làm tròn 2,8 lần so với nhân sự toàn quốc. Đau hơn hoạn. Mẹ con thằng ở Sài Gòn, thằng vớ vẩn, thằng xích lô, nó làm việc năng suất gấp 3 lần dân Hà Nội thì nó mới giàu đấy chứ. Thì mẹ làm không làm suốt ngày hòa thì mẹ vào lớp ấy chưa giảm thì tặng thầy hai bố hòa tươi thắm thì mẹ hòa to này. Đưa mẹ mày tiền đây thì không đưa, đưa mẹ hai bố hoa. Tôi là thằng đực tôi ôm hoa làm gì. Tổ lâu, chỉ được cái xếp như con hết. Vừa vã vớ vẩn. Mà lên đi nói năng suất lao động là cái quyết định mọi trật tự xã hội. Mẹ mày làm không làm, chí đi bơm mày vã xong lên mạng ngồi cá ngay. Xong dình từng từ, xong bắt đầu bắt lỗi từ. Sợ thất thì mà đã ngu, không biết từ mà chơi từ. Sợ thi. Các bạn bỏ đi. Các bạn nghe thôi. Các bạn à, các bạn sẽ thành công. Đẩy năng suất lên. Cầm mẹ mồm lại, cắm đầu mà làm đi. Để cho dân Sài Gòn nó hại được thế à? Bây giờ nó có thành phố vệ tinh, mô hình mới, mẹ đổi rồi đang đúng rồi. Em cũng sẽ phải có mô hình mới. Mẹ nói thế nào mẹ đi. Chỉ được cái lỗ mồm thuộc cho bằng được. Các anh chị nếu cần tôi sẽ cho các anh chị một chương trình phụ đề phương pháp xây dựng triết lý tầm nhìn và mục tiêu. Thằng mẹ nó cũng có mà ghi đấy cho nó vui. Cái này nó phải ngấm vào thằng trong xe, nó ngấm vào con tiếp tân, nó ngấm từng ngày. Mẹ mày không thuộc tao đuổi mẹ đi. Công ty bố mày là thế này, đủ má mày. Mày đã chơi với bố mày mà mày lươn lẹo mày chết. Lê Cẩm Dương triết lý bài nửa. Tao phát hiện ra cái điều mày không bằng ngựa, mày chết mẹ. Triết lý điển hình của các băng đảng mafia là triết lý trung thực, là triết lý trung thành, xin lỗi. Bạn phạm gì thì phạm, nhưng đã phạm cái tội phản nó. Nó băm nát toàn bộ gia đình bạn. Đúng hay sai, đừng có bình luận.
Đồ má mới đi buôn máu. Ma túy công an bắt được, nghiến răng lại, bắn chết không ai. Đấy là nguyên tắc. Vừa ba vừa vẩn, mày chỉ được cái lỗ mồm. Xong vào đây học để xem dò, xem cả thế chứ. Lão tuyết danh con được có tí kinh doanh này. Cho nên là cái gì không kịp tốn thì bị chết. Cho nên tôi thường nói, cái dân Hà Nội ấy, mẹ chỉ cần ấy, bớt mẹ tinh tướng đi. Không cần học thêm chữ nào, các bạn thành công rực rỡ. Mẹ thằng giám đốc bất động sản đầu đúng mặt đất luôn. Thế mà lên máy bay cứ khỏi chán. Các bạn không cần học, tôi giảng xong các bạn khiếp sợ. Các bạn bỏ cái tinh tướng này, các bạn thắng mẹ. Các bạn à, ngộ nhận đến cùng cực. Mẹ có biết cái mẹ em học bách khoa. Các bạn hỏi tôi dập cho thế này. Ngồi mặt đơi như khúc gỗ. Ôi khoe khoang. Mục tiêu là trẻ khúc ra từng năm một. Năm này bằng mọi giá phải thua về lợi nhuận, nhưng phải thắng về nền tảng. Đó mới là thằng đực chứ. Mẹ nó thắng toàn cái lặt vặt. Nền tảng rỗng ruột thế là cắm rơi tự do. Con vợ nó là đàn bà. Các bạn bảo tôi trọng lại trọng nghĩa tôi chấp nhận. Thì nó không làm được. Thì thế nó mới là đàn bà. Vậy thì con đàn bà khôn ngoan ấy, hãy chọn một thằng đực. Có cái này thì thằng đực ấy, nó là cái trụ để cho người phụ nữ người ta dựa vào đó. Chứ bà là đâu có dựa cơm dựa gạo, bà dựa vào tinh thần. Bà dựa vào cái tầm nhìn mày. Mẹ phải đàn ông mà năm xu một hào. Cái chị à, thế thì lấy chồng nó mẹ nặng cái váy. Thằng này đi chọn lại cái đẹp trai mẹ anh nói giỏi lắm. Sợ thật chứ. Ngủ toàn diện. Cho nên toàn là các em đẹp mơ màng. Bông hoa nhài, tắm bãi tất chồng. Các bạn ạ. À? Vơ vang các bạn. Cười cái gì? Hả? Có bạn trai chưa? Có nhiều lắm mà. Thường là cấp gì? Hả? Có thấy mình đẹp không? Không à? Câu trả lời chính xác nhất từ sáng giờ. Mẹ nó kêu không. Nó ngồi như là mẹ tao đẹp lắm. Bỏ cái tinh tướng này. Nha. Mẹ đẹp mà đâm vào bãi cất trâu. Rút ra thì có bãi cất khác nó hốt. Vì mẹ đã xấu nó còn đâm vào bãi cất trâu. Hốt. Rút ra không ai hốt. Vào hơn. Dưới mục tiêu là sứ mạng. Sứ mạng nó giải thích vì sao bạn tồn tại. Vì sao bạn tồn tại. Trời sinh ra tôi, ông trời ông sắp rồi, với thiên tính, ý thích, phẩm chất cá nhân. Tôi có sứ mạng. Sứ mạng là lý do tôi tồn tại trên trái đất này. Nhiệm vụ của tôi, ông trời giao là: mày đừng làm tượng. Mày không sản xuất được đâu. Mày làm ủy viên Bộ Chính trị không được đâu. Nhiệm vụ của mày là đi đọc sách. Xong rồi ấy, đọc dùm người ta bận bỏ mẹ. Xong mày truyền lại cho người ta. Đó là vị trí của mày trên cõi trái đất này. Thì người ta gọi là sứ mạng. Sứ mạng là thứ nó giải thích vì sao bạn tồn tại. Thì mẹ nó lúc thì chơi chứng khoán, lúc thì nhảy sang đúc tượng. Xong thấy thằng thầy giảng hay, mẹ cũng lên làm giảng viên. Còn lợn, đời mày sẽ phải tồn tại ở một chức năng nào đó. Thằng đấy đi làm xong đút lót để lên chức. Mẹ mày cái phẩm chất mày lãnh đạo thế nào được mà bày đặt. Đi tù cả đặt. Sứ mạng của mày là làm thợ hàn. Nghề vinh quang lắm. Sứ mạng của mày là làm nghề vệ sinh. Nếu mà mày quét thành phố này, bạn thấy người ta yêu nghề, người ta lâng lâng lắm. Người ta hạnh phúc lắm. Người ta sẽ thành công. Và người ta hiểu được. Bây giờ bạn thử xem bạn có sứ mạng không nhé. Ngay bây giờ bạn nhắm mắt lại. Thì mẹ bây giờ chẳng may tao bị ô tô nó chơi một phát chết. Thì theo tục lệ người ta cho mình con tai. Xong người ta đi ngày sau người ta khóc vài câu. Nhá. Nhưng người ta khóc là do thông lệ. Chứ trong bụng người ta thì mày chết thì không chết. Trái ở mẹ thì trái đất. Còn có những người ta khóc ấy, là người ta không thể nào sau hôm sau người ta làm việc nữa. Bởi vì cái vị trí của mày nó bị khiếm khuyết. Vì cái sứ mạng mày làm giảng viên. Mà bây giờ mày chết,
mà không có ai thay vào sứ mạng ấy. Có nghĩa là nếu tôi chết thì ảnh hưởng đến người khác. Thì trong trường hợp này tôi nghĩ là bạn nên sống, vì bạn có sứ mạng để cho người khác tồn tại. Còn nếu bạn chết đi, nó đi nó khóc, mà chết nó chả ảnh hưởng gì đến tao. Cái thứ hai là nó làm nhẹ gánh tao. Thì tôi khuyên các bạn nên chết đi, ra thất cổ chết mẹ phải đi. Mẹ sống mà không có sứ mạng sống là gì, có hiểu không? Chết mẹ thế đi, mẹ ngồi chỉ nghĩ đến mình. Các bạn cuối cùng, các bạn học hành, các bạn tu dưỡng, cuối cùng các bạn chỉ làm có ba việc thôi. Một là làm người, mà làm người thì khác con vật. Con vật nó lên giường ấy, nó không phải như con người. Thì mẹ con gà trống vậy, phải. Cái thằng đực lên cũng hai chân đập đập thế này, xong lên làm như con gà. Thế làm người là gì? Làm người là thấy cái cây phượng nó đổ, mà chết đứa trẻ con, hãy đổi mình là mẹ nó. Cả đêm không ngủ được, thế con người ta chết, như con mình chết, nó gọi là thấu cảm. Con vật nó không đạt được điều đó. Mất dạy, mẹ đi với gái chỉ lấy thôi, mà không phải là người, thật đó là. Hả? Làm công dân, làm công dân chính là làm sứ mạng, các bạn ạ. Tức là bạn phải tôn trọng luật pháp, không được gây ảnh hưởng đến tự do của người khác. Và cuối cùng, đó là làm việc. Đó. Kết quả cuối cùng của một nền đào tạo mà không tạo ra ba cái này, vứt mẹ nền đào tạo đi. Đầu bảng là cho mày thành người đã, rồi bố mày mới dạy chuyên môn. Đó là người Nhật, đó là người Mỹ. Thằng này mẹ làm vật mà đi dạy cho lắm, và cái tính vật nó siêu đẳng hơn. Đó là cái đại họa này đấy. Hình hài thì con người, nhưng mà nhân tâm ấy, thì con vật. Mẹ nó mượn mạng xã hội, mày đừng nói thì người ta lờ mờ không biết mày là người hay vật. Mẹ thấy người ta làm ăn được, bắt đầu xòe ra đánh nhau chửi nhau. Thì mẹ dân mày, tôi nói thật cái gì không biết nó là loại gì. Thế mà tôi lại đi tôi nhảy vào tranh luận thì tôi bằng nó chẳng hạn. Thế không biết để cái cục khinh nó để đâu cho hết. Thế sau đó bạn phải có sứ mạng. Sứ mạng chính là làm công dân. Bạn tồn tại cho bạn, tôi và chúng ta. Ok. Cái chữ chúng ta chính là sứ mạng. Cái chữ tôi là con người. Phải có tôi mới có chúng ta. Mà không có chúng ta thì đừng làm con người nữa. Và cuối cùng người ta sinh ra để làm việc. Mẹ đằng này toàn chạy bánh, mẹ xong tự hào. Cái gì à? Mẹ đút lót xong nhặt. Xong bắt đầu mồm leo đẻo, chỗ tao xuống lắm thì mẹ làm thì ít mà lương thì cao, đúng là có lợi. Bạn không học, bạn lên bàn nhậu bạn chỉ thở một câu thôi. Cái người có học nó khinh như một con chó, xem nó rất lịch sự. Tao xin lỗi mẹ, tao đi toilet mày. Thực ra nó đi ra cái nó lặn mẹ. Tôi đi nhậu không bao giờ tôi mang bất cứ cái gì trong người để lặn cho dễ. Thì mẹ gặp cái hạng mới biến mẹ, một lần. Tôi xin lỗi các anh chị. Nếu ở nước ngoài mà chửi là con lợn thì con tạm chấp nhận được, mà chửi là con chó nó chết đi. Vì nếu mình chửi mày là con đồ con chó thì mày con chó nó không hiểu con người. Vì đứng đầu bảng nó là nó đấy, các bạn ạ. Cho nên là sao mày con chó được mà chỉ chửi con chó, mày tao chửi thằng này mày là đồ chó, là xúc phạm chó đấy chứ mày chỉ thôi. Trên cái sứ mạng nó nằm đây. Thế thì bạn phải vẽ ra sứ mạng công ty bạn chứ. Sứ mạng của tao bỏ, nhưng đây là sứ mạng công ty. Tao sinh ra để tao kinh doanh sự an toàn cho người khác, vì công ty tao là công ty bảo hành. Mày là mình phải làm tròn sứ mạng ấy, đi là tiền. Mày làm xong, người ta sẽ trả tiền cho mày, mày biết không? Làm sao mà nó sống được mà Covid với Covid. Thì mẹ qua với một lần đi, ba bài thuốc để cứu doanh nghiệp. Trời là trời, uống nữa chết nữa. Bài 1 giảm thuế, bài 2 bơm thêm tiền, gặp thằng ngu bơm nữa chết nữa. Tôi nói thật cái gì? Thế nếu giả sử nó nêu là để chữa thì có ba chủng thuốc này, hãy trạch luận, thì tôi nghĩ là khiêm tốn hơn.
mẹ tao lên tao đọc cho mày. Mẹ không biết sứ mạng, không có tầm nhìn thì mẹ không tạo hạ tầng. Bây giờ bơm tiền là cứu được, sợ thật gì. Bây giờ tiếp theo, dưới sứ mạng là mày phải làm cái đó. Làm cái đó với mục tiêu dài là từng năm mày cắt khúc thế nào, có năm lỗ, có năm lãi, có năm là để kiếm tăng trưởng, có năm để tạo hạ tầng, thì chắc chắn tầm nhìn sẽ đạt, người ta gọi là chiến dịch. Còn mục tiêu hàng năm không phải chiến dịch, phải chưa, mà là chiến thuật. Ok, thế bây giờ tiếp theo ở dưới cùng đó là trị giá cốt lõi của công ty. Chúng ta đang bắt đầu trong một nghề kinh doanh, khởi điểm trong một nghề kinh doanh, các bạn không có những thứ này, tất cả mọi hành vi các bạn là con lợn hết. Một kẻ hành động không có mục đích. Con người khác con vật, duy nhất là con người nó có hệ ý thức. Con vật cũng có não nhưng cái ý thức trong não cũng có. Cho nên con người làm là cái gì, con vật làm là cái đó. Đa số là con người bắt chước con vật từ cái đầu máy bay hình dáng con cá heo trở đi. Nhưng con vật nó thua con người có một cái thôi, hành vi của nó là hành vi có ý thức. Biểu hiện hành vi có ý thức là mọi hành động đều có mục đích. Còn con vật nó không có mục đích, bản năng không à. Mà sống không có mục đích thì là con vật chứ có gì đâu, rất đơn giản. Mà mục đích của chúng ta nó hiện thân là gì? Để đạt được mục tiêu này thì mỗi người nó có một trị giá lõi. Thằng tay sân nó có quả đấm trái, bạc đừng mẹ, ai cũng biết mà không thể nào đỡ được. Và trị giá lõi của tôi với tốc độ phản xạ và kiến thức bề rộng của tôi, mày hãy né đoạn tao ra. Nếu mày lên có đài, hỡi mấy giáo sư tiến sĩ, mày tiến sĩ, tao tiến sĩ, tao đập mày chết đấy. Hãy dùng võ khác để trị tôi, đừng đối mặt với tôi ở cái sức mạnh của tôi. Vì đấy là trị giá lõi của tôi. Mày cạnh tranh với ông Đa thì mày đừng cạnh tranh đổ bệnh, mày không có cửa đấy. Mày đừng cạnh tranh lượng xăng ít nhất trên 100 km, mày không có cửa. Vì đó là trị giá lõi như thế. Hãy cạnh tranh bằng mỹ học, hãy cạnh tranh bằng sự sành điệu. Xăng gấp 4 lần người ta vẫn mua, người ta mua sự sành điệu. Hôm nay chả biết trị giá lõi công ty là gì thì làm sao khát vọng đạt, mục tiêu sao đạt. Có hiểu không? Trị giá lõi của em là gì? Em khác mọi người cái gì mà kẻ khác không thể bắt chước được? Đấy là trị giá lõi. Cái gì? Đúng rồi, nhưng khác biệt lớn nhất là cái gì? Hình hài, hai chân, hai tay là giống ở đấy. Cởi quần áo ra các bộ phận cũng giống ở đấy. Tức là em là điên, còn mọi người là bình thường. Em định nói chị giá nói của em là đẹp cái gì? Cũng là một chị giá nói. Em nói thế thì em không nói thì em không cảm. Mình nói xong tự nhiên đụng có xấu, nó tự ái. Có hiểu không? Hí hí à, có thấy mình nào? Tôi nhìn thấy. Tôi nhìn thấy à? Đấy là khái niệm đầy đủ trong từ điển của chữ ngộ nhận các bạn. Ở đâu ra cái mệnh đề là em ưa nhìn? Phổ biến mẹ đâu, 100% được dựa nói em đẹp. Em mới hạ cấp xuống khỏi hớ là ưa nhìn, thế mà vẫn bị lạc mà. Cái đủ đơn giản đấy. Hãy xác định bằng được trị giá lõi là thứ trị giá mà mày rất khó hoặc không thể bắt chước. Mày bắt chước thì mẹ nó được. Lên cũng bày đặt, nói bậy thế này, nói bậy là một trị giá lõi. Tôi nói mãi với các bạn này, muốn nói bậy thì cái mặt ấy, trông nó phải mất dạy. Cái mặt mày tròn như cái mâm, như thằng Hiệp với cái thằng Lương này, nói bậy nó không hợp. Chỉ có tôi với cái thằng này này nói bậy rất là học, trong cái mặt đã thấy mất dạy. Mày cái vơ 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 vẩn. Có hiểu không? Cái mặt em nói bậy được không? Theo tôi rất là học. Không đủ cái gì. Nói đùa là phản ánh nói thật. Thử nói bậy coi thế nào. Để cho anh bên cạnh anh lưng anh kiểm nghiệm sẽ có hợp không? Bắt đầu, 2, 3, mẹ thằng thầy, nào chửi luôn.
mẹ gặp mấy ông mới đi học thì mẹ vào học ba cái thằng thầy mẹ cũng thầy em. Tôi nói thật các chị kiểm tốn à? Và bài đầu tiên tôi muốn dần cái đó, nghề ngỗng kinh doanh không có, lỗ lỗ trợ ngược cái xong đổ cho Covid, đổ cho nhà nước, đổ cái mẹ gì mà đổ, cái mà mẹ với chứ mày mạnh, bão cỡ nào chơi được. Các chị à, thể lực thì không có, đầu óc thì ngu si, cứ đổ vậy. Đến nỗi bác Phúc có bảo thôi bây giờ cách đừng kêu nữa, cách làm đi. Người ta làm bộ chính trị, người ta không thể nói như tôi được, vì người ta còn làm chính trị, nhưng bản chất người ta bực lắm rồi. Kêu gào, mà cuối cùng người Do Thái nó thành công. Các bạn mở cà phê bài dịch mới nhất, người ta thành công vì lý do thế này. Cà phê nó nói thế này, cách dạy con của người Do Thái, ui rồi nhiều cái lắm. Nhưng hôm qua nó chỉ nói một ý, mày muốn thành công không? Hãy ra giữa, giữa lặng. Không bao giờ người Do Thái, người Israel có một câu, khi đứng dưới nắng mà lại kêu nóng thì bạn thành công. Mẹ ngồi trong phòng hơi nhiệt độ tí, kêu dính vào điều chỉnh nhiệt độ. Má mày, bao giờ mày thành công? Khi bạn đứng nắng bạn không thấy nóng, bạn tự ý không nóng thì tự nhiên nó không nóng. Đấy là bình thường mới. Sao cái xã hội nó khốn nạn thế? Bạn hãy chung sống với khốn nạn thì bạn thấy bình thường. Ui thì mẹ bị ung thư thì em sắp chết rồi. Các bạn à, hãy chung sống với ung thư, bạn sống thêm 5 năm nữa. Thì mẹ đằng này chỉ rên với gì? Tất cả là xã hội này khốn nạn, cho nên là em mới không thành công. Tôi khẳng định giữa xã hội và bạn sẽ có một kẻ khốn nạn, hoặc cả hai. Còn ai khốn nạn chưa biết đấy, ngồi đi mà to mồm. Mẹ rốt hơn bỏ gánh, mà cứ ngồi đổ ấy, em giỏi lắm nhưng tại tại xã hội thế này, thế này, thế này, phải làm mẹ đi. Không có luật pháp, đầy bất công mà chung sống được với nó mới là giỏi. Mẹ đằng này 100% trong cái cuốn 360 độ của Mark Twain, 100% giám đốc đều nói, mẹ để khi nào tôi lên giám đốc, khi nào xã hội hoàn chỉnh, khi đó tao sẽ thành công. Lúc ấy lợi cũng thành công. Ngu như chó. Cho nên người Do Thái người ta thành công rồi. Tí ra đứng mẹ cả lớp giữa nắng ấy, thằng nào không kêu nóng thằng ấy thành công. Mẹ hơi tí nóng mới đẩy mới đổ. Mẹ ngồi trên bàn nhau chỉ cần thở ra tôi biết này hạng nào. Còn sáng nay tôi ngồi uống cà phê, các bạn tử tôi ngà mà các bạn đừng có muốn. Chắc chắn diễn đàn này không nói. Và thằng Thế Anh và tặng tôi tưởng tôi nhận liền. Vì tôi nghĩ rằng là tôi nói đùa với thằng Lương thì mẹ bây giờ có thằng nó tặng mày, mày có dám chứng ở phòng khách không? Tao nghĩ mày về mày nhìn thấy mặt mày mày xấu hổ. Còn tôi để phòng khách tông xấu hổ rồi. Tôi có quyền tự hào với chính tôi. Nó tặng tôi mới nhận chứ. Mẹ mày là cái mẹ nhưng mà đúng tượng đấy. Tôi rất là cái mẹ thì tôi mới nhận. Cho nên bạn phải xác định được trị giá lõi của bạn là cái gì. Và công ty bạn cũng làm cái ly này, 10 công ty nó cũng làm cái ly, chắc chắn bạn phải tìm được một cái lõi. Lõi của bố mới là phí thấp nhất, cái lõi của bố mới là màu độc địa nhất, cái lõi của bố mới kết cấu không giống ai. Vì mẹ tao đố mày nhảy, vì bố mới làm kiếm được việc. Đằng này chả biết cái gì, mẹ nó cứ ngồi này phết. Dân ngoài này được cái câu láo nhất, mày ở mày cái mày làm được, bố mày cũng làm được. Tôi xin khẳng định các bạn, cái bố mày làm được, mày không làm được. Mày hãy tìm cách mày chứng minh cái tao làm được, ông nội mày sống dậy cũng không làm được. Đừng đi đú với người ta. Thì mẹ con voi to thế này mà đú với con chuột nó bé tí nó nhảy. Thì mẹ người nhỏ như tôi nhảy nó mới đẹp. Thì mẹ người như thằng Lương bụng to thế này nhảy cái mẹ. Vậy thì hãy chọn một khác mà tôi làm được. Có hiểu không? Có thấy hay không? Thì lấy chồng thì lấy thằng như tôi hay là lấy thằng đẹp trai thì thằng bên cạnh có ngu. Thông minh như thầy. Nhưng em có biết những thằng như thầy vì nó thông minh nó sẽ lấy ai không? Như em nó có lấy không? Không biết. Thì mà xét thì phải xét cho đầy đủ. Em có quyền chọn nó thì nó có quyền chọn em không? Trường Doanh Nhân PR.